Các bạn khán giả của GTV thân mến, mời các bạn quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Hiện nay trên kênh GTV1 đang tường thuật trực tiếp trận giao hữu giữa team Trà Đá Hà Nội và team Game TV 2. Các bạn đang theo dõi màn hình của What About Now. Anh cầm Zoman màu 3 trong cánh, ngoài cánh của anh là Nobody. Chúng ta sẽ cùng lướt qua một lượt để xem quân của bên phía Banmi, Maxe, Kata và Baby là quân bên phía Trà Đá Hà Nội. Trong khi bên team Game TV 2 gồm có Zoman màu 4 Macedonia đầu cánh do Nobody cầm, Summerian do 9xCP tức Sip Thailand, và Pan Miran đầu cánh Dinosaur một quả khá xấu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi màn hình của Dinosaur trong những phút đầu tiên. Trong xê đấu thứ nhất, Game TV đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Xê đấu thứ hai là xê đấu mà các trận đấu đều diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn. Game TV đã có những thời điểm tạo được lợi thế, tuy nhiên cũng do sự không ăn ý và cũng chưa rèn luyện với nhau dài, cho nên là với sự kinh nghiệm của các game thủ bên phía team Trà Đá Hà Nội, Trà Đá Hà Nội đã giành chiến thắng trong xê đấu thứ hai với tỷ số cũng 3-1. Chúng ta có thể thấy màu 3 cầm Zoman nhà khá đẹp. Đã có 3 voi, tuy nhiên voi là chết xa là chắc chắn rồi. Hơi xa một chút, tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. Gỗ đầu khá gần. Và lợi thế về gỗ của Zoman, anh đã thiết kế được một chiếc S. Một chiếc S nhân đôi, ngay bên cạnh đó là một bầy hươu và còn một chú voi nữa. Màu 3 vẫn tiếp tục cắt một chú dân đi dò, tuy nhiên hai voi chết khá xa. Chúng ta sẽ chuyển qua màn hình của màu 2 Dinosaur, anh cầm Roman đầu cánh, đang lùa một đàn hươu từ rất xa về nhà chính. Gỗ đầu hơi xa, đến bây giờ anh vẫn chưa đủ gỗ để đóng chiếc S đầu tiên. Dinosaur đang rất kiên nhẫn, anh lùa ba chú hươu từ trên tầng dốc rất cao, cao mãi về nhà chính. Anh cất cho một dân cắt ra 5 gỗ để cất đi, đóng đến. Tuy nhiên thì nhìn lại thì cũng thấy rằng Dinosaur khá lỗi khi mà anh đã đóng nhà dân đến 24. Một quả đầu tiên đã hết. Chính vì vậy là cái chiếc S đầu tiên của Dinosaur thiết kế khá lỗi. 18 dân, anh đã dừng xin dân. Hai chú hươu vẫn không tỏ ra ngoan ngoãn gì. Phía xa xa, gần với, chắc chắn là gần với lại team Trà Đá Hà Nội là một bãi hươu nữa. Chúng ta có thể thấy những thao tác tay của Dinosaur không được chuẩn xác cho lắm. Đã sang phút thứ 8 mà Panmi mới chỉ có gần 300 thịt. Dinosaur vẫn còn một bầy hươu nữa. Có lẽ phải sang gần phút thứ 9 Dinosaur mới có thể kích được đời 2. Rất khó khăn. Dinosaur kích đời 2 ở 8 phút 30 giây. Xin lỗi các bạn, 8 phút 40 giây. Sau khi đặt S, anh quyết định lùa đàn hươu thứ 3 này về nhà. Xin lỗi các bạn, về BS. Lại một chú hươu nữa chết rất xa. Các bạn có thể thấy Dinosaur vẫn còn đồ ăn khá nhiều, tuy nhiên nằm ở các vị trí khá rải rác.
Trong cánh của dinosaur là màu 1 Samurian. Điểm số của bên phía Trà Đá Hà Nội đang rất cao. Chuồn Chuồn đang dẫn đầu với tận 230 điểm. Có lẽ là anh đã kích đời và xin được ngựa giò, hoặc là nâng cấp được một công nghệ. 11 phút 38 giây Dinosaur kích đời 2 với 18 dân pan. Xin lỗi các bạn, kích đời 3 với 18 dân pan. Anh vẫn còn hai chú voi nữa để ăn hoang. Anh đang loay hoay để thiết kế một chiếc BS ăn vàng, tuy nhiên là không đủ gỗ. Đây rồi. Dinosaur đang chịu sự công phá của màu 8 Teppy. Teppy cầm quân gì? Có lẽ là Katarian, không phải Percy rồi. Quân gì nhỉ? Babylon. Teppy cầm Babylon đã có ngựa giò. Đang rất là mất tay và có lẽ ngựa giò của Dinosaur sẽ nằm xuống. Dinosaur vẫn giữ được ngựa giò. Đã lên đời. Đã có lạc đà của Babylon. Phan Mì coi như đã phế. Đống dân đi ăn hoang của Dinosaur gặp ngay BS ăn vàng của màu 8 Teppy. Anh cầm Babylon. Phút thứ 15, Dinosaur cầm Van Mi. Kinh không và chết 4. Chúng ta sẽ chuyển qua màn hình của Nobody. Cầm Max C đầu cánh bên kia để xem Max C đầu cánh bên kia có chém tốt hơn chút nào không. Max C tha 19. Cũng đã chém được. Xin lỗi các bạn, đây là màn hình của màu 1. Sau khi công được nhà của Panmian, Teppy đã đưa ngay những con lạc đà của mình công thẳng vào nhà màu 1. Ra cắt dự là một trận quýt rất sớm của Team Game TV 2. Đã có những con đi màu xanh 6 tễu đâm vào nhà của Samaria. Imaxe khá đông. 6 con Imaxe chắc chắn là 9x không thể nào mà giữ được nhà rồi. Anh quyết định bỏ chạy tất cả các địa điểm làm ăn của 9x đang bị công vào. Cánh này thông sẽ rất nhanh thôi. Ra các dự phút thứ 22, Game TV 2 sẽ quýt. Trận đấu rất xuất sắc của... vâng, của Teppy. Bây giờ Panmiran đang 19 đang công vào nhà của Teppy. Tuy nhiên Teppy có một số lượng lạc đà khá lớn. Nông dân tổ chức thánh chiến ngay lập tức đối với những con lạc đà không có giáp của Dinosaur. Màu 3 cũng đã dẹo rồi. Dường như là có biến. Đít chăng? Không phải. Teppy ngay lập tức đã phát hiện ra
con phù thủy của dinosaur giấu trong sau cánh rừng. Sau khi ù được con lạc đà của Pepe thì dinosaur đã phải trả giá bằng đống dân ăn hoang một quả của mình. Tan của dinosaur tụt xuống còn 14. Rất khó khăn. Tuy MOBA là game thủ có điểm cao nhất bên phía Game TV 2, tuy nhiên rằng các vừa xem tham gia các bạn có thể thấy đã bị công vào nhà. Chắc chắn là màu 6 đánh chém và vừa đá qua màn hình thì chúng ta có thể thấy rằng Zoman MOBA buộc phải đóng y để thủ nhà. Dinosaur đang dần dần tụ lại được một số lượng lạc đà nhất định. Anh quyết định cắt hết tất cả dân gỗ ra để đóng thêm được 3 chiếc ruộng nữa. Một bước rồi đã phụ được một con lạc đà của Dinosaur. Dinosaur vừa bắt được một chú dân nữa của màu 8 Tepi. Tuy nhiên rằng tất cả các nhà bên phía Game TV 2 đều đang bị động, không ai giữ được thế chủ động và làm chủ lực trong trận này. Maxi đầu cánh, niềm hy vọng duy nhất là Samurian trong cánh thì làm chủ lực thì đã bị Xiên Maxi đâm vào và chắc chắn là nát nhà rồi. Một trận đấu đang diễn ra khá khó khăn đối với lại Game TV 2. Sau khi thực nhận ra Dinosaur đóng nhà phù ngay sát bãi vàng và công phu mình, Tepi đã lên bánh xe và sản sinh ra những con sóc đơn. Chúng ta có thể thấy những con xiên của Maxi rỗi rãi đang đi lang thang để tìm vào nhà Panmi màu 2 để đâm vào. Bên phía team trả đá Hà Nội điểm số đang rất cao. Vâng, thì Maxi đã đâm vào nhà. Dinosaur buộc lòng phải bỏ chạy, cơ sở làm ăn cuối cùng của anh. Tuy nhiên Dinosaur đang hành lạc được một đám dân khá lớn của game thủ màu 7. Game thủ màu 7 đã bật 4 thành công. Tuy nhiên rằng nhận ra điều này, bên phía Game TV đang tổ chức úp nhà màu 7. Dinosaur vác cả phù lên để chờ đợi ù những con hot. Thành công không? Không được. Một trận đấu đang diễn ra với chiều hướng rất bất lợi. Và bây giờ là pha phản công sau khi giữ được hai turn hot của mình. Dinosaur cũng ù được một con hot sau khi hy sinh được tới những năm chú phù thủy. Những con xiên Maxi của Tễu hoạt động rất hiệu quả. Nobody cũng đâm y. Tuy nhiên rằng lực của anh chắc chắn không thể nào so được với màu 6. Màu 5 Panmiran hỏ ra chém rất hiệu quả.
Có lẽ rằng tỷ số của xê đấu đầu tiên, của trận đấu đầu tiên xê đấu thứ ba sẽ là 1-0 nghiêng về phía Trà Đá Hà Nội. Dinosaur đã xem tham. 1-1, 45 dân lên đời 4, tham lai đè 60-40. Làm gì? Chúng ta sẽ đá một lượt để xem các nhà của bên phía Game TV 2 giữ tham như thế nào. Tham Roman màu 3 đang là 37, 38 trên 40. Di dân khắp nơi. Tham của Macedonian màu 4 đang là 13 trên 36. Tham của Summerian, nhà to nhất của bên phía team Game TV 2 chỉ là 43 trên 53. Đã bị phát hiện ra cơ sở làm ăn rồi. Thật sự là quá khó. Dường như không còn cửa bật. Khi mà màu 7 cầm Catalan đã bật 4 thành công và đã tụ được một số lượng hot tương đối lớn. Các nhà bên phía Game TV 2 đều đã mất nhà. Timeline bên phía màu 7 đang nở ra nhanh chóng. Taipei đang bị chăn khá rát, tuy nhiên anh hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình trong trận đấu này. Anh đã chém bay được nhà của Dinosaur cầm Van Milan màu 2, sau đó hỗ trợ cùng với Xiên của Maxe dọn nhà, dỡ nhà của màu 1 Summerian. Để bên phía cánh kia thì Van Milan chém rất tốt, phế Maxe, sau đó chém đến nhà của Roman, một mình Carthagian màu 7 trong cánh rảnh tay lên 4. Hiện tại thì tạm thời Carthagian màu 7 đang thủ chắc nhà và đã có một kích rất lớn hot đi công. Xem tham rồi, quýt thôi. Rất khó. Những nỗ lực cuối cùng. Bảy e bắt dân. Thật sự là dân trong đế chế loại dân có bánh xe chắc chắn là những vận động viên siêu cấp khi mà chạy nhanh hơn cả ngựa hot. Không thể giữ tham được khi mà có sự truy đuổi của lạc đà pan và hot. Tham của màu 1 9xcp đã tụt xuống còn 34 trên 32. Nông dân chạy khắp nơi, đến đâu cũng gặp quân. Chắc chắn rồi. Chuồn chuồn không có nhiệm vụ gì khác là đè nghiến màu 1. Anh cho lạc đà săn đuổi rất giao diết, không cho nông dân màu 1 có cơ hội dừng chân. Và cuối cùng thì 9xcp đã ghi sai. Tỷ số của trận đấu đầu tiên xê đấu thứ 3 là 1-0, tạm thời nghiêng về các game thủ bên phía Trà Đá Hà Nội. Mời các bạn tạm nghỉ ít phút.